Hello anh Hải. Hello, hello Sử. Rất là vui ngày hôm nay được sếp Hải gọi là có mặt tại một cái văn phòng khá đẹp của Đại Bản Doanh EA phòng anh. Đúng rồi, quá tuyệt vời. Cảm nhận của anh như thế nào khi mà anh có mặt tại nơi đây? Quá tuyệt vời mọi người, hôm nay thật sự là một cái ngày rất là đẹp. Và chúng ta khai trương một cái văn phòng quá là hoành tráng, gần 2.000m2 mà 4 tầng lầu, 1 tầng hầm ngay trung tâm của đại đô thị Sala Thủ Thiêm, như vậy là coi như cảm giác quá vô mốt, quá tuyệt vời luôn. Không có từ nào diễn tả được. Có khá nhiều khách hàng, rồi bạn bè, rồi nhân viên và những đối tác khác đã có mặt tại nơi đây. Thì theo anh, một cái buổi khai trương như vậy là đủ đạt để là hoành tráng để đưa ra lên một công việc mới hay chưa? Cái này chỉ là mới bắt đầu thôi. Ok, ngày hôm nay chúng ta chỉ mới khai trương, bắt đầu sắp tới sẽ còn rất nhiều những cái chương trình, những activity để mà giúp đưa ERA tận dụng cái văn phòng mới này. Mình sẽ càng go big. Nghe đâu EA không phải là chỉ có tại Việt Nam, và EA gọi là mở rộng và theo hướng phát triển quốc tế, có mặt và đã gọi là hợp tác rất là nhiều nước trên thế giới. Thì theo anh nghĩ sắp tới cái hướng của EA có phải là gọi là vươn tầm thế giới và đi ra gọi là những cái nơi và lớn hơn và một cái nơi gọi là thị trường mở hơn hay không ạ? Chính xác mọi người, thực sự là EA là một thương hiệu của Mỹ và chúng ta hiện nay là tập đoàn của Singapore. Bây giờ tại châu Á Thái Bình Dương, hiện nay chúng ta đã có hơn 13 nước trên toàn châu Á Thái Bình Dương. Và cái câu chuyện của EA chúng ta không phải chỉ là một cái đơn vị môi giới của Việt Nam. Chúng ta là sẽ kết hợp với tất cả các nước, hơn 34 nước EA trên toàn thế giới, để mình phát triển là không những Việt Nam mà còn cross border cho thị trường toàn cầu. Trước mắt là chúng ta sẽ là có Singapore, chúng ta sẽ có Taiwan, chúng ta sẽ có Thái Lan, Indonesia, chúng ta sẽ có rất nhiều các cái thị trường, nên nói chung là unlimited, tha hồ cho mọi người ở đây vung vẩy tung bay và go global. Và chưa nói là một cái giấc mơ gọi là giấc mơ Mỹ mà ERA đã từng gọi là nhiều lần gọi là tới đó để tham quan và học hỏi những cái chính sách, rồi những cái công nghệ và những cái tiên tiến mới về cái ngành bất động sản phòng anh. Đúng, chính xác mọi người, như anh đã nói, EA bắt nguồn từ Mỹ, nên vì vậy đó là siêu cường, và thực sự EA là phủ khắp thế giới cũng vì cái giá trị và những cái mà tuyệt vời của Mỹ đã đưa lại. Nên là cũng như Sủ, Sủ cũng đã đi qua Mỹ tham dự EA Global Convention ở Mỹ, nên vậy á, mọi người hãy liên lạc ngay với Sủ để mà mình đi Mỹ, go big, go USA. Chính xác. Yeah.